chào mừng các bạn đến với kênh 24 giờ đồng hồ. Vâng, thưa các bạn, trong bản tin ngày hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại cuộc đời của nghệ sĩ Văn Thành vừa qua đời vì đột quỵ ở tuổi 59. Sau sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng, làng văn nghệ phía Bắc lại vừa nhận thêm tin buồn nghệ sĩ Văn Thành, gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình những năm 1990, vừa qua đời lặng lẽ ở tuổi 59 tại Hà Nội. Nghệ sĩ Văn Thành, tên thật là Nguyễn Tiến Thành, sinh năm 1962 tại Hà Nội. Ông tốt nghiệp khóa 1 từ năm 1980 đến năm 1985 trường sân khấu điện ảnh Hà Nội và về công tác tại nhà hát Tuổi Trẻ năm 1986 cùng lứa với nghệ sĩ Chí Trung, Lê Khanh, Minh Hằng và Lan Hương. Được biết, nghệ sĩ Văn Thành có tiểu sử bệnh tiểu đường cách đây nhiều năm. Đến năm 2015, ông phải xin nghỉ hưu tại nhà hát Tuổi Trẻ để chữa bệnh và sống khá lặng lẽ từ đó đến nay. Không thật quá nổi trội, nhưng Văn Thành luôn làm việc với tinh thần nghiêm túc, chuyên nghiệp nên ông cũng để lại ấn tượng nhất định với khán giả sân khấu lẫn điện ảnh truyền hình. Ở lĩnh vực điện ảnh, khán giả còn ghi nhớ Văn Thành, người thủ vai đại tá Thanh trong bộ phim điện ảnh Tiếng Còng Định Mệnh. Tiếng Còng Định Mệnh là do điện ảnh quân đội sản xuất và là bộ phim chiến tranh gây chú ý khi ra mắt vào năm 2005. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Khúc Tráng Ca Cuối Cùng của nhà văn Chu Lai do Khắc Lợi và Lê Thi đạo diễn. Trong phim, nghệ sĩ Văn Thành vào đại tá Thanh, bộ phim này có sự có mặt của nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng, người thủ vai chính Thiếu Tướng Tuấn. Cùng với phim điện ảnh, nghệ sĩ Văn Thành còn góp mặt trong nhiều phim truyền hình được khán giả theo dõi trong thập niên 90 như Chuyện Phố Phường, Sa Ngã. Mặc dù trong lĩnh vực điện ảnh truyền hình, ông chỉ tham gia với hầu hết các vai phụ, tuy nhiên, nhiều khán giả vẫn nhớ đến ông với diễn xuất chuyên nghiệp của một diễn viên được đào tạo bài bản. Nhưng sự nghiệp chính của ông lại là trên sân khấu của nhà hát Tuổi Trẻ, với các vai diễn trong vở Nhà Búp Bê, Lôi Vũ và đặc biệt là ở vở Lôi Vũ, một vở kịch của tác giả Tào Ngu, viết về bối cảnh xã hội Trung Quốc rối ren và đầy bi kịch của những năm 1920. Vở diễn được nghệ sĩ nhân dân Lê Hùng đạo diễn đầu năm 2000 trong vở kịch Văn Thành vào vai Chu Pháp Viên. Đây là một vai diễn kẻ gian hùng, một người bạc bẽo, một người cha độc đoán, một người chồng đạo đức giả, một kẻ dám phá đê cho nước ngập chìm chết mấy ngàn con người, là kẻ có thể gọi cảnh sát nã súng bắn chết hàng chục công nhân đình công, là một ông chủ mỏ không từ một thủ đoạn gì để bóc lột công nhân của mình. Tính cách này tưởng rất khác với vẻ hiền lành thường thấy của nghệ sĩ Văn Thành, nhưng ông đã thể hiện thành công vai diễn để đời của mình. Gắn bó với nghệ sĩ Văn Thành tại nhà hát Tuổi Trẻ, nghệ sĩ ưu tú Sĩ Tiến dù biết đàn anh mang trọng bệnh nhiều năm, nhưng khi nghe tin ông qua đời không khỏi bàng hoàng, tiếc thương một người nghệ sĩ hiền lành, tâm huyết với nghề. Anh là một kép chính đẹp, có đài từ tốt, không thua kém các nghệ sĩ như Chí Trung, anh Tú, chỉ có điều anh ít vai hơn tôi, nghệ sĩ Sĩ Tiến nói. Ông cho biết, nhà hát Tuổi Trẻ phối hợp cùng với gia đình tổ chức tang lễ chu toàn cho nghệ sĩ Văn Thành. Lễ viếng nghệ sĩ Văn Thành sẽ tổ chức vào 12 giờ ngày 3 tháng 3 năm 2021 tại nhà tang lễ thành phố ở Phùng Hưng. Nghệ sĩ ưu tú Đức Trung sẽ là người đọc điếu văn. Vâng, thưa các bạn, lại một người nghệ sĩ nữa ra đi trong niềm thương tiếc của khán giả và đồng nghiệp. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn xem video thấy hay thì hãy đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video gần nhất.